Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị top những con giáp may mắn nhất vào ngày mùng 3 tháng 11 âm lịch. Trong ngày mùng 3 tháng 11 âm lịch, những con giáp này sẽ cực kỳ may mắn. Các bạn sẽ được quý nhân phù trợ, công việc hanh thông, thuận lợi. Nếu biết tận dụng ngày hôm nay, bạn sẽ có nhiều cơ hội mới trong công việc. Với những ai đã nghỉ việc thì ngày hôm nay bạn có thể dễ dàng tìm được một công việc mới ưng ý. Các bạn hãy cùng kiểm chứng với mình xem có đúng không nhé! Một, tuổi Mão. Tam hợp nâng đỡ, người tuổi Mão nhận được sự yêu mến của mọi người vì cách hành xử khéo léo. Bạn hóa giải được nhiều mâu thuẫn với đồng nghiệp, thậm chí hàn gắn mối quan hệ giữa mọi người với nhau. Xã giao thuận lợi sẽ giúp bản mệnh làm việc gì cũng thuận lợi ngoài dự kiến. Bạn có thể bắt tay thực hiện những kế hoạch trọng đại vào ngay ngày hôm nay, chắc hẳn sẽ thu được những kết quả đáng mừng. Mộc khắc thổ, tiếc rằng quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia lại có dấu hiệu trục trặc. Con giáp này cần chú ý giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, đừng quá gần gũi, thân thiết với người khác, khiến nửa kia tổn thương, gây ra những hiểu lầm không đáng có. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Thìn. Theo các chuyên gia tử vi tâm linh cho biết, chính quan che chở, người tuổi Thìn có những bước tiến vững chắc trên con đường sự nghiệp trong ngày hôm nay. Bạn thường được cấp trên giao cho những công việc trọng đại, giúp khẳng định vị thế của mình. Người làm lãnh đạo thường đưa ra những quyết định chính xác, khiến tập thể phát triển nhanh chóng hơn. Bên cạnh đó, bạn cũng luôn quan tâm đến tâm tư của nhân viên, khiến mọi người đều cảm thấy thân thiết, gần gũi, sẵn sàng cống hiến sức lực cho tập thể. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Tỵ. Chính tài nâng bước, người tuổi Tỵ có một ngày tiền bạc dư giả, người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên dễ nhận được một khoản thưởng nóng triển vọng. Nhiều khoản tiền này bạn cảm thấy hăng hái và muốn cống hiến hơn. Người tuổi Tỵ rất nhiệt tình, chân thành, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Trong công việc, người này có óc quan sát nhạy bén, bản lĩnh vững vàng. Không những thế, con giáp này còn là người khôn khéo, giao tiếp tốt, biết xử lý các mối quan hệ cá nhân. Vì vậy nên họ được nhiều người yêu mến và ủng hộ. Đúng ngày mùng 3 tháng 11 âm lịch, người tuổi Tỵ nhận tài lộc từ thần tài, có nhiều cơ hội tiến thân. Người đang muốn chuyển việc cũng tìm được công việc tốt hơn. Trong khi đó, những người làm công ăn lương sẽ có cơ hội đi công tác xa, mang về nhiều thành quả. Con giáp tuổi này làm kinh doanh thì một vốn, bốn lời, tiền bạc ào ào chảy vào túi. Người tuổi này có vận đào hoa vượng, gặp được người nguyện ý với mình, sớm có nhân duyên như ý. Người làm kinh tế nhận về một khoản lời lãi từ những mối đầu tư trước đó. Ngoài ra, bạn cũng đoán được xu thế của thị trường nên có những bước phát triển đúng đắn. Khách hàng ngày một đông giúp bạn lúc nào cũng bận rộn nhưng dư giả. Hỏa sinh thổ, quan hệ giữa bản mệnh và người khác giới rất tốt đẹp. Nếu còn độc thân, bạn chẳng thiếu đối tượng theo đuổi. Bạn nên nghiêm túc với chuyện tình cảm và lắng nghe trái tim mình để có thể phát triển được mối quan hệ bền vững. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi Ngọ. Dưới tác động tích cực của nhị hợp, người tuổi Ngọ nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới. Dù bạn có là nhân viên mới đi nữa, bạn cũng có thể nhanh chóng bắt kịp với tiến độ của tập thể, đồng thời cũng nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Người tuổi Ngọ hơn người ở tính kiên trì, những nỗ lực của họ cuối cùng cũng được đền đáp. Ngày mùng 3 tháng 11 âm lịch, người tuổi Ngọ dựa vào năng lực của bản thân mà giành lấy một số cơ hội để tăng tài vận. Trong ngày mùng 3 được thần tài phù hợp, con giáp này có cơ hội lớn để chuyển vận, tình duyên và sự nghiệp của họ đều hưng vượng. Người làm công ăn lương có cơ hội ký hợp đồng lâu dài hoặc được thăng chức cao hơn. Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, làm ăn phát đạt, thu lời nhiều hơn trước. Bạn cũng trở nên quá lo lắng khi phải thực hiện những công việc mới mẻ. Hãy tin tưởng vào bản thân, có thể bạn còn phát hiện ra được tiềm năng của chính mình, mở ra hướng phát triển mới cho tương lai nữa đấy.
Hỏa sinh thổ, người độc thân chẳng cần phải tìm kiếm tình yêu ở đâu xa, bởi vốn dĩ thì người ấy vẫn luôn ở bên cạnh bạn, quan tâm chăm sóc cho bạn, chỉ là bạn không nhận ra tình cảm đối phương đang dành cho mình mà thôi. Hôm nay là thời điểm thích hợp để hai người tỏ lòng với nhau. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Năm tuổi Thân. Chính ấn soi chiếu người tuổi Thân với bản lĩnh và kinh nghiệm phong phú, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, thậm chí khó khăn cũng chẳng thể cản được bước chân tiến về phía trước của bạn trong ngày hôm nay. Người tuổi Thân là những người thân thiện, chân thành, nhiệt tình và giàu nhiệt huyết. Họ luôn giữ được tinh thần tích cực và biết cách truyền cảm hứng cho những người ở xung quanh. Người tuổi này tính cách hòa đồng, có nhiều bạn bè và rất được lòng người. Khi gặp khó khăn, họ dễ được quý nhân giúp đỡ và thường có cơ hội thăng tiến hơn những người khác. Vào ngày 3 tháng 11 âm lịch, cuộc sống của con giáp tuổi Thân sẽ sang một trang mới. Con giáp này được thần tài ban lộc, gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp. Người làm công ăn lương sẽ lập được thành tích xuất sắc. Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng ký được hợp đồng quan trọng, thu nhập tăng lên nhiều so với thời gian trước. Người tuổi này có vận đào hoa vượng, những người độc thân sẽ sớm có người thương. Trong khi con giáp tuổi Mùi đã có gia đình, sẽ sớm đón nhận tin vui mang thai, sinh con. Con giáp này chớ nên vội vàng thỏa mãn với những gì mình vừa gặt hái được, hãy tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao xa hơn cho mình, bởi năng lực của bạn còn có thể đưa bạn tiến xa hơn nữa. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu người quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 6. Tuổi Dậu. Ngày 3 tháng 11 âm lịch, cục diện thổ sinh kim cho thấy người tuổi Dậu vào nửa kia đang sống trong những ngày tháng ngọt ngào. Con giáp này cứ thoải mái làm những điều mình muốn, người ấy sẽ chẳng ghét bỏ bạn vì đã sống đúng con người thật của mình đâu. Đôi khi bản mệnh sợ rằng mình không phải một nửa hoàn hảo với đối phương, nhưng rồi bạn tự nhận ra nếu đôi bên muốn ở bên nhau lâu dài, hai người đều cần phải tìm cách dung hòa với nhau. Thiên ấn chỉ đường, bản mệnh biết cách làm thế nào để gây ấn tượng tốt đẹp với mọi người xung quanh và đặc biệt là lãnh đạo. Chính vì vậy, bạn phát triển rất thuận lợi trong ngày hôm nay. Người đang ứng tuyển cũng sẽ tìm được công việc ưng ý. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!